Thưa quý vị, bằng nhiều giải pháp và nỗ lực không ngừng của chính quyền và các ngành các cấp, thị trường du lịch Đà Nẵng đã có sự phục hồi ấn tượng, nhất là du lịch nội địa. Tuy nhiên, lượng khách du lịch quốc tế đến thành phố vẫn còn hạn chế. Năm 2022, Đà Nẵng có 15 đường bay quốc tế trực tiếp được khôi phục và khai thác, với hơn 4.600 chuyến, trung bình 19 chuyến một ngày. Số lượng khách quốc tế ước đạt 483.000 lượt, chỉ phục hồi 16,8% so với năm 2019. Lượng khách quốc tế chưa đạt kỳ vọng như kế hoạch đề ra. Sở Du lịch thành phố cho biết là do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một số thị trường quốc tế tiềm năng và truyền thống thì chưa mở cửa. Và cái thiên tai dịch bệnh cũng như là các cái tâm lý của khách, đặc biệt là các thị trường quốc tế xa, thì cũng chưa hoàn toàn yên tâm để đi du lịch. Cùng với đó là các cái suy thoái kinh tế cũng như là cái xu hướng thắt chặt chi tiêu của du khách thì cũng làm phần nào tác động đến cái hiệu quả cũng như cái sức hút của điểm đến đối với khách du lịch. Nhận diện rõ được những nguyên nhân, thành phố Đà Nẵng đã đề ra những giải pháp chiến lược khoa học bài bản hơn để phục hồi du lịch quốc tế trong năm 2023. Để chuẩn bị cho năm mới 2023 thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái chiến lược truyền thông cũng như xác định một số cái hình thức giải pháp cách tiếp cận thị trường mới phù hợp với xu hướng thị hiếu của du khách cũng như ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin và có những cái sáng tạo, những cái đổi mới trong hoạt động quốc tế truyền thông để chúng tôi tiếp cận vào từng thị trường. Và chúng tôi cũng chú trọng cái việc liên kết hợp tác trong nước và ngoài nước để tôi có thể trao đổi các nguồn khách cũng như là tạo ra các cái mối liên kết, các cái sự hợp tác cụ thể và thiết thực để trao đổi nguồn khách và quảng bá điểm đến. Hiện nay cả nước và Đà Nẵng đã kiểm soát dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế xã hội, nhu cầu du lịch đã tăng dần trở lại. Do đó, thành phố đã đồng ý chủ trương thí điểm một số dự án ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thu hút khách để thương hiệu du lịch Đà Nẵng ngày càng được khẳng định và nâng tầm. Đặc biệt, dịp Tết âm lịch vừa qua, thành phố đã đón phục vụ hơn 63.000 lượt khách quốc tế và chào đón sự kiện cưới đầu tiên của tỷ phú Ấn Độ tại thành phố. Đây sẽ là những cơ hội, điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng có thể tự tin kỳ vọng phục hồi du lịch quốc tế bền vững trong thời gian đến.